là đón lóc về nhà. Cái này pha giống gì? Cái này giống gì em? Cái này đang giống gì đây? Cái này người ta đang giống gì? Quyến. 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 Quyến đâu rồi? Anh gọi em à? Cái này người ta đang giống gì? In outer color. Giống gì? Drop down. Suy nghĩ coi, người ta dùng gì? Trên người ta dùng gì trên? Giống cái bà lơ. Sao giống bà lơ được? Bà lơ sao nó cứng như này được? Suy nghĩ động não coi. Cái này làm rồi, cái này là cái bài tập về nhà của em đó, nhớ không? Nhớ bài tập về nhà không? Cái này có phải dùng bài lên không? Đúng không? Làm thử nha. Ô, nhưng mà em thấy kiểu Nó chỉ mùa nè đúng không? nó làm gì có cái Đúng phản không? ứng đâu Nó chỉ mùa nè đúng không em? Đúng mà. không? Thì làm sao? Có phải là cái lớp ở dưới em giảm opacity về không không? Thử nha. Ok. Hiểu chưa? Giờ lạnh trong trong Photoshop kìa. Sao cái nào ạ? Mấy cái tia tia này nè. Làm sao? Cái đó phải là vẽ mấy cái xếp không? Xong cái cho nó xoay không? À, dùng cái lặp lại hả? Trước anh có dùng cái lặp lại để vẽ cái giống gì? Cái background. Cái này các bạn vẽ như này, trong nhiều cách vẽ lắm. Vẽ như thế này. Vẽ cho nó xoay tròn. Đúng rồi, xoay tròn nó thôi. Em đang có bảo rồi sao mà gió dữ vậy? Giờ đang có bảo rồi. Chắc là gần cái quà. Chọn thôi, chọn thôi. Ví dụ kết quả đem được. Sau đó chọn với chế độ là multiply đúng không? Để cho nó đậm hơn xíu. Đó, thấy chưa? Được như này rồi đúng không? Đó, sẽ đưa về bình thường này, thấy multiply ok, đưa về bình thường đó. Thì mình có cần như thế này. Cái này anh tạm ấn đi nha, ấn đi. Mình cần cho số 3 ấn đi nè.
copy này ha. Sau đó làm sao? Ctrl D cho lặp lại. Chưa? Rồi sao nữa? Quét tất cả nè, đúng không? Sau đó cạnh chỗ G rất bắt lại, căng về giữa cho anh. Sau đó anh bóp gì đó tùy em, miễn sao nó ra được. Chưa? Cạnh chỗ ALT số 3 để lấy lại background của mình. Cái này anh đưa vào chế độ là Multiply, đúng chưa? Nó hơi đậm thì em anh giảm đi xíu. Giống này chưa? Đúng quyền, đúng không? Cái này anh cũng sẽ lấy cái background này. Cái này lấy cái này nè. Anh cần cho C, anh cần cho F, anh nhân đôi và copy lên trên. Sau anh đưa lên trên công nè. Thấy không? Anh chọn cái layer này và anh nhấn là clipping mask để anh mask mà được hình như này. Đúng quyền. Dạ được. Và anh thấy ở đây nè, thấy nó mất không? Nè, ở đây anh thấy nó mất không? Nó không có cái này nè. Đúng không? Thì làm sao? Thì đúng ra ban đầu á, em sẽ tạo một cái champion C thế này nè, thì nó đẹp hơn. Mà anh quên mất. Cho cái metal màu. Hả? Đây nè. Rồi, rồi. Đây. Thì nếu cái này em làm như thì nó gọn hơn, đỡ dễ hơn. Ở đây nè, em chọn vào cái này nè. Thấy không? Champion C á. Thì nó sẽ có một cái lớp màu như thế này. Đó. Nó trong suốt màu trong á, để cho cái chỗ này nó không có màu, thấy không? Còn lỡ làm như thế này rồi đúng không? Em lỡ làm ra như thế này rồi thì mình làm như thế nào? Em còn muốn thêm gì mặt nạ đúng không? Em chọn vào mặt nạ của nó nè. Là này đúng không? JMNC nè. Make để tạo mặt nạ. Sau đó bỏ clip kích vào mặt nạ. Phải vẽ một cái tròn ở đây không? Là hình vuông cho tùy em. Hình vuông cũng được đó. Miễn sao nó chứa trong này đó, đúng không? Sau đó em chọn về một cái màu trắng đen. Đó. Thấy chưa? Anh đưa về red như thế này, thấy chưa? Anh nghịch đảo cái màu lại. Đó, thì được như thế này. Đúng không? Ở tâm nó che nè, và anh ngồi nó giữ lại. Anh chọn về lại layer ban đầu. Đúng không? À, chọn nhầm layer thì chỉ chọn cái layer background. Nhầm nha mấy đứa. Đã chọn nhầm layer. Được ạ. Thì đó hết chứ. Nãy giờ là làm toàn bộ những cái đã học rồi đúng không? Cái này mình chỉ đang áp dụng này thôi. Đó. Rồi giờ tới cái này, tới công chuyện với cái này. Những cái này cái màu này anh thấy nó không được tươi, thì anh sẽ cho cái màu nó hơi sáng sáng một xíu. Đó. Màu sáng sáng lên xíu. Đó, được rồi coi. Đó, khá là ok. Cần cho xíu màu vuông bên phải nè. Là em phải vào cái bảng này experience nè, bảng experience.
bạn chắc chắn em có thể dùng cái gì này thấy cái hộp này nó chạy theo không nè. Cái hộp này nó chạy theo đúng không em? Cái này chạy theo này đúng không? Thì làm sao? Cái này đang vẽ một cái hình tròn, một hình tròn màu trắng đúng không? Thì mình cũng sẽ vẽ như vậy chị nha. Mình sẽ vẽ một cái hình tròn màu trắng. Đang đưa về màu trắng này. Cho bé lại xíu. Và cái màu vàng rồi đúng không? Cần cho C, cần cho B để copy và dán ở dưới. Sau đó phóng to nó ra, đưa về màu vàng. Được dài thì em kích vào đây, em kéo này lại xíu, em chọn về A nè, em nhấn vào đây, em kích vào đây cho nó ngắn lại xíu này, em kích cho nó gần lại xíu, được không? Rồi sẽ đánh chọn cái này, anh chọn này, anh kích lại cho nó gọn, chưa? Xong, rồi này là gì? Một cái miếng màu xanh và một cái thời gian cho này, em sẽ vẽ một cái shape vào đây. Thấy ai làm nhanh không?
được chưa? Được không em? Mà do nhìn trên vector cái nó bị như thế này, là do nhìn trên vector là chuyển cái pixel của nó có bị. Nó pixel nó không bị nè. Thấy không? Giống này chưa? Được không em? Đó, được ạ. Mà tại cái này ở trong vector thì nó bị những cái điểm này nó không hiển thị á. Nè, làm cho mình nhìn cảm giác như là nó không có mịn, thực ra nó mịn nha. Nhưng mà tại vì nó hiển thị dạng vector á thì nó sẽ hiển thị những cái lớp như thế này. Được chưa? Nãy giờ làm mình tưởng đâu nó bị như thế. Được chưa? Rồi kéo về đây lại. Thì cái này thực ra em không cần bật cái này nhanh đâu. Tắt đi cũng được. Không cần tạo lớp này nha. Nha. Như này rồi. Đó. Áo lại lại như xong ra. Dạ, cái này cho nó xuống dưới nè. Đó. Dạ. Nhìn thôi chứ xuất ra nó không bị nha. Mà do trên này nhìn cái dạng vector thì nó bị. Xong đám này đúng không? Cái này thì thêm mà thôi đúng không? Đó, là xong cái đống này. Được chưa? Cái này anh sẽ viết tương tự, anh sẽ copy ra cái này vẽ tương tự nha. Copy ở đây cả để cho nó dễ nè. Đó, thì em có hai hình như này, anh group nó lại, một group, hai group, anh có hai group như thế này, đúng không? Bây giờ em mở cái lệnh này ra, đây, mở ra, em có thể kéo này xíu để điều chỉnh cái lệnh của nó, hay là kéo này ra cho rộng ra, chưa? Tiện thôi, chưa? Rồi, làm sao nữa? Anh chỉ cần việc làm sao? Anh chọn vào đây, anh chọn về Perspective Select Tool. Chưa tách hai cái ra đúng không anh? Nó đang bị theo cái này này. Yeah.
dính với lại blend nó lát lắm, tụi nó nhiều layer á.